Bông ăn gì đấy? Bông đang đập bông. Bông đang ở đâu đấy? Xe giường nằm. Gì đi đâu? Xe giường nằm đi đâu đây? Đi Hà Nội. Đi Hà Nội về Lai Châu này. Đúng không? Trên đường về Lai Châu mọi người nhé. Đang dừng lại ở Thanh Hóa để ăn cơm trưa. Con làm gì? Đang dừng lại để ăn cơm trưa mọi người ạ. Hai cháu rất may là đi không bị say xe, không bị mệt mỏi nha. Đây ăn đi. Ăn đi nghỉ một tí lên xe. Đi tiếp. Ăn tiếp không? Mình ơi, con xem đám đầu và xe hoàng xe nó đi. Mình ơi. Mình ơi. Ăn đi, rồi, rồi kìa. Không lúc nào mà ngồi yên được với nhau. Ăn ít, ăn tí nữa lúc nào dừng ăn tiếp, ăn nhiều quá tí đau bụng. Của con đâu mà đi lấy của anh Quân. Không, mồm con bỗng bẩn. Rồi. Con phải đổi. Con đúng thì con lấy đúng. Do bông lấy sai. Đi đi, tí lên lạc xe đấy. Nó không nhìn thấy đi kia. Con nói ở đây cá chê vẫn tặng nhau người.
lên. Một lúc lâu nữa lên xe nữa là đến Lai Châu. Vừa mình bắt ở Hương Khê ra là mình đi xe Thái Học luôn. Đâu quyết thắng anh ạ. Quyết thắng trong Hương Khê ra. Đúng rồi. Là bắt một chuyến từ trong ấy ra đây luôn. Đúng rồi. Ui giời ơi. Bây giờ mình ra Mỹ Đình mình cũng đi một chuyến về luôn à? Hay là bắt thêm không? Em một chuyến là về luôn, sáng mai đến nhà rồi. Lại bắt thêm nữa mày. Đúng rồi. Nó chỉ mất cái chặng này thôi. Làm gì ấy bố? Em bóng làm cái gì ấy? Bóng ạ. Thêm năng lượng để về xin hồ nè. Trong là đi đợi đi vệ sinh các kiểu như là đợi mà mẩy. Mà mẩy á? Mà mẩy đâu? Mà mẩy đang ở chỗ nhà chị Thư. Tí nữa sang đây. Ngon không? Cái gì ấy? Quê. Quê. Quê quá à. Đứng ra kia với anh Quân nào. Quả bóng lắc đều làm cái gì, mất công mất sức. Còn 2 tiếng nữa mới có xe để về Sìn Hồ mọi người. Đang đợi chờ. Lắc đều. Cháu xin đi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Tự nhiên lại được đồ chơi. Ừ ha. Làm gì có cái gì? Có con. Chào em.
con lật đật à? Kệ cho vào đấy đi. Quân ơi đừng đi xa. Đang trong lúc chờ đợi xe để về xin hồ mọi người ạ. Xe thì khoảng tiếng nữa mới chạy, nên là các cháu cho ra ngoài sân, ngoài cửa ngồi đấy cho mát. Ê. Đèn đâu? Đứng đứng ấy. Người. Mọi người ơi, chúng mình lại lên xe. Tiếp tục một chặng nữa để về xin hồ Lai Châu nha. Tóc của mình ướt lắm rồi này. Tại vì mình chạy nhiều quá. Mình thấy nằm thẳng và mình thấy nhìn ra trước kia mình thấy đi nhá. Mình ngủ đây. Ngủ một giấc là mai đến xin hồ. Anh Quân đâu?